Good morning mấy em. Hôm nay mình tiếp tục bài 19 ha. Hôm nay mình qua một trang mới nè, là học về nối tóc. Đó, em thấy trên bảng đó, 30 words of hair extension. Nó có những cái chữ mà mình phải học, những cái chữ chuyên môn của nó. Thì mình đã học, mình biết rồi. Extension là gì? Là nối tóc, đúng không? Tại sao người ta muốn nối tóc ta? Có người muốn dày hơn, có người muốn dài hơn, có người muốn quăng hơn, có người muốn có màu hơn. Thì nói chung nối tóc là mình bỏ tóc vô cộng tóc thiệt, gọi là nối tóc. Còn đổi tóc giả là gì? Cũng là hình thức là tóc, nhưng mà đổi nguyên cái. Mình đã học rồi, hiểu cô nói không? Thì nó hỏi rằng cái mục đích á, mà bạn nối tóc để làm gì, hiểu rồi. Giống như nối lông mi, đầu tiên là cho nó dày, nó dài, hiểu không? Và nó thay đổi một cách dramatic là gì? Quăng thành thẳng, đen thành hồng, hiểu chưa? Nhưng mà nối tóc này đó, khi mình nối cái mục đích là gì? Cưng nó hỏi người thẩm mỹ, khi mình nối tóc cái mục đích mình là gì? Làm cho nó giống như thật. Đó, câu đó là câu trả lời chính xác. Realistic, realistic là gì? Là giống thực tế, nó phải tự nhiên. Thì bây giờ để tự nhiên như thế nào? Nhìn trên bảng, secure the base of quite a natural hair.